Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu đã trải qua một thời gian hơn 2 tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán đã trở về trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, điều mà chúng ta nhận thấy, hàng Việt đã chiếm lĩnh thị trường và là ưu tiên lựa chọn của người dân. Chất lượng cao, giá cả bình ổn, mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú và sự cung ứng đầy đủ của các đơn vị phân phối, các mặt hàng Việt đã góp phần ổn định thị trường, giúp người dân yên tâm chống dịch, khẳng định chỗ đứng trong bão COVID-19. Thời gian qua, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc lưu thông nhập khẩu hàng hóa hạn chế, đây chính là cơ hội để đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt nỗ lực luôn giữ ổn định chất lượng và không tăng giá hàng hóa, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Đó là điểm cộng của hàng Việt trong mắt người tiêu dùng. Trong thời gian giãn cách và tới thời điểm hiện nay, tại một số siêu thị trên địa bàn như Co.opmart, Vinmart, hàng Việt chiếm tỷ lệ 90-95%. Còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài như Mega Market, Lotte Mart, hàng Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ 60-96%. Một số mặt hàng của các doanh nghiệp Việt trước nay luôn có doanh số bán thấp hơn so với sản phẩm ngoại nhập cùng loại, thì trong dịch bệnh lại tăng cao như cà phê, nước đóng chai, thức ăn chế biến sẵn. Trong cái thời gian giãn cách xã hội thì người tiêu dùng rất là quan tâm đến hàng Việt, đặc biệt là những cái hàng hóa mà ngày xưa là người tiêu dùng họ hay chuộng hàng ngoại, nhưng hiện nay là do tình hình dịch bệnh khó khăn cho nên họ chọn những cái mặt hàng Việt mà có giá trị tương đương để thay thế, và sau khi một thời gian họ dùng quen thì họ đã thường xuyên dùng những mặt hàng Việt này, và hiện nay cái nguồn cung cấp cũng như cái lượng tiêu thụ của hàng Việt tăng lên khá nhiều so với trước đó. Hiện nay thì phía siêu thị là cam kết là không tăng giá các mặt hàng, mặt khác là để hỗ trợ cho người tiêu dùng thì siêu thị còn tung ra những cái mặt hàng khuyến mãi, thường xuyên giảm giá, làm những cái chương trình giảm giá sâu, giảm giá đậm. Chị Bùi Thị Ngọc Thi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, trước đây thường dùng các loại thức uống nhập khẩu. Dịch bệnh bùng phát, tỉnh không áp dụng giãn cách xã hội, chị không thể đạt được các loại thức uống này, nên lựa chọn các sản phẩm cùng chủng loại do doanh nghiệp Việt sản xuất trong nước. Và sau khi dùng thử trong thời gian giãn cách, đến nay chị quyết định chuyển sang sử dụng các sản phẩm này lâu dài. Trong thời gian dịch bệnh thì mình việc mua sắm từ những sản phẩm từ nước ngoài nó sẽ khó khăn, cho nên là mình sử dụng những cái thực phẩm từ địa phương trong tỉnh hoặc là trong nước. Ví dụ như là cà phê thì mình sử dụng cái cà phê trong tỉnh mình luôn, do xưởng ở dưới Xuyên Mộc sản xuất. Còn ví dụ như những cái ngũ cốc á, thì ngày xưa mình hay mua những cái ngũ cốc ví dụ như là hạt nhân từ Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ thay thế là bằng hạt maca từ Đắk Lắk. Sau khi mà có cái trải nghiệm sử dụng những cái cà phê và những hạt maca này thì mình thấy sản phẩm rất là ổn, mà trong khi đó mình mua những sản phẩm này mình còn không lo sợ là bị hàng nhập lậu vớ vẩn này nọ nữa. Còn tại kênh phân phối là các chợ truyền thống, sau thời gian ngưng hoạt động phòng chống dịch, khi hoạt động trở lại và đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ hàng Việt Nam được bày bán trong chợ là 100%, giá cả được niêm yết công khai. Chúng tôi bán ở đây thì cũng được ủy ban xã đưa ra cho mình bình ổn giá, cũng như là mình để giá các mặt hàng cho mấy cái shipper rồi nó đi, nó biết giá, mua cho nó yên tâm hơn đó chị. Theo khảo sát, trong thời gian giãn cách xã hội, các ngành chức năng, hàng hóa và dịch vụ thương hiệu Việt chiếm hơn 80% doanh số bán hàng tại các siêu thị, kênh bán lẻ hàng hóa. Con số này đã khẳng định niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Nhà cô không có dùng loại thực phẩm của nước ngoài nhiều. Toàn thực phẩm của hàng của Việt Nam mình thôi, như cà phê cũng là pha khơi Trung Nguyên thôi. Xay, cái người ta bán, người ta xay cho mình về nhà tự pha chế, chứ mình không có mua hàng sẵn. Hoặc là hàng ngoại nhập mình không có chuộng lắm. Nhà cô chủ yếu xay hàng nội, chủ yếu là xay hàng nội không ạ, chứ không ít chi hai hàng ngoài lắm. Hàng Việt nói chung là hàng Việt mình mới xay cho bây giờ đặt hàng rất là ok luôn á, tốt luôn á, tốt. Bây giờ mình sử dụng hàng Việt nó quen rồi đó, năm nay trong giai đoạn đây là trong là ra thành ta quen luôn hàng. Thưa quý vị, xu hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân ngày càng tăng lên, nhất là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.
các sản phẩm mang thương hiệu Việt đang dần chiếm ưu thế trên các kệ hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng tạp hóa và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, để hàng Việt có thể vươn xa hơn, ngoài quan tâm đầu tư cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, thì các doanh nghiệp cơ sở sản xuất cũng cần chủ động thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt hơn để đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp.